các quý vị ngày hôm nay, đó là một bài hát được góp giọng bởi tất cả những vocal của bên mình. Bài hát này được sáng tác bởi nhạc sĩ Phương Bắc Tường. Các bạn có đoán ra được là bài gì không ạ? Đông. Vâng ạ, xin chào các bạn, nhạc phẩm mang tên Đông. Xuân. Đông. Ngày dần mưa phùn nắng gió tiêu điều quanh đây đâu đâu về lặng bài ngoài trời cũng cờ trắng xóa lối đi xa xa một nhánh cây tàn khô đôi tình nhân kia hãy hôn nhau đi tìm trong là môi nồng anh nhưng mùa đông còn ấm mình còn mơ chẳng biết sáng đêm và đến với nhạc hội thường niên được tổ chức bởi Hội Sinh viên Học viện Ngoại giao. Và nếu như các bạn muốn biết thêm những thông tin chi tiết về chương trình, chúng ta có thể dùng điện thoại và check cái mã code ở ngay trên study phía bên tay phải của mình ạ, thì sẽ ra những thông tin cần thiết về chương trình. Và để kết thúc buổi pop ngày hôm nay, cũng như là một món quà mà Galaxia muốn gửi tặng đến tất cả các bạn, sẽ là bên nhạc cuối cùng của chương trình. Chúng ta sẽ xin được giới thiệu bên nhạc cuối cùng. Xin một tràng pháo tay dành cho Schools Out. Xin chào tất cả mọi người ạ. Chúng mình là Schools Out. Nhóm của chúng mình có 7 thành viên tất cả. Chúng mình có guitarist Đức Minh, keyboard Minh Hiền, bass Phạm Đăng Vinh, drum Ngọc Anh, và một guitarist nữa là anh Phạm Huy Tùng ạ. Bài hát sau đây
muốn gửi đến tất cả mọi người là bài hát I Knew You Were Trouble của ca sĩ Taylor Swift. Em là em ơi. Lần đầy đâu được bấm được. Tại là tao đang làm crack. Mày là thay đồ đấy là kiểu ạ. Hay là mày là một chút đi. Chào anh về. Thank you.
gửi đến là bài hát Me, Myself and I của ca sĩ Bibi Rexha. Đây là một bài hát có giai điệu khá là lạ. Mong chờ. And as far as I can see, I just need privacy. There's a lot of trick on this modesty. A Ferrari in buying three. A car set of salary. And 101 when I want, cause the hunger is riding with me. Mình có nghe bạn nói trước từ đầu là band nhạc của mình có 7 người. Và hôm nay thì mình chỉ thấy có 6 thành viên. Thì mình nghĩ là thành viên thứ 7 là một ca sĩ nữ hát chính. Và mọi người nếu muốn gặp lại 3 band nhạc của chúng ta và gặp thêm cả bạn ca sĩ